Kính chào quý vị khán giả, chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin quốc tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Mỹ triển khai hai biện pháp để chặn bước tiến của Nga ở Ukraine. Quyết định mới này của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Để chặn những bước tiến của Nga ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành hai biện pháp cứng rắn mới, trừng phạt các công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp công nghệ quan trọng cho Moscow và dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm ngắn của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, theo tờ Washington Post mới đây. Đầu tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông với cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga. Theo Reuters, 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông nằm trong danh sách trừng phạt trên. Đây là một trong những hành động có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chống lại các công ty Trung Quốc cho đến nay khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi nhiều cảnh báo liên tục từ các quan chức hàng đầu của Mỹ. Họ nói rằng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải ngăn chặn việc cung cấp các mặt hàng công dụng kép dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho Nga mà có thể được dùng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi né lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp, quân sự cũng như các chương trình vũ khí sinh học, hóa học của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào những bên tham gia cung cấp vật liệu cho Nga để sử dụng trong chất nổ. Về quyết định của Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ có hạn chế để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, các quan chức Mỹ lo ngại rằng Nga đang tập trung quân và thiết bị ngay bên kia biên giới trong lãnh thổ Nga để tấn công Kharkov và các thành phố khác ở miền đông Ukraine. Vì vậy, pháo binh và tên lửa tầm ngắn của Mỹ có thể tấn công các mục tiêu này mà không đe dọa tấn công sâu vào Nga. Trước đó, Mỹ đã hạn chế sử dụng chúng ở bên trong Ukraine. Vì vậy, chúng không thể tấn công các trung tâm hậu cần và hoạt động điều phối quân lớn của Nga ngay bên kia biên giới. Nguồn tin trên lưu ý quyết định mới này của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn mà không đưa ra giải pháp nào để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Vòng xoáy trên, các cuộc tấn công không ngừng của Nga và sự hỗ trợ quân sự ngày càng tăng của phương Tây dành cho Ukraine đã leo thang trong gần 2 năm rưỡi qua. Nếu không có quá trình thương lượng, nó có thể tiếp tục trong nhiều năm tới và một thời điểm nào đó, bên này hay bên kia cuối cùng có thể vượt qua ranh giới đỏ thực sự. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp mà chính quyền Biden đang cố gắng tránh. Cùng với đó, Ukraine sẽ tiếp tục chịu thiệt hại và cái giá phải trả với phương Tây từ cuộc xung đột này sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, cần phải có một cách tốt hơn để quản lý cuộc khủng hoảng này, tờ Washington Post kết luận. Chatipja thất thủ có thể trở thành bước ngoặt trong xung đột Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky cho rằng việc Nga giành được thị trấn chiến lược Chatipja chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất nhiên không phải hôm nay, ngày mai, nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kho dự trữ và nguồn tiếp tế của chúng ta, ông nói thêm. Theo thông tin từ báo tin tức, chuyên gia quân sự Nga Rustem Klupov nhận định Chatipja có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả lực lượng Nga và Ukraine bởi thị trấn này mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị, quân sự và hậu cần. Về mặt quân sự, thị trấn này vẫn là một trong những điểm phòng thủ quan trọng, bổ sung hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho nhóm chiến đấu Ukraine hoạt động trong khu vực này. Ông Skibitsky cho biết và ca ngợi vị trí địa lý thuận lợi của Chatipja. Về tầm quan trọng chính trị, theo ông Skibitsky, nếu quân đội Nga giành được Chatipja, đây sẽ là đòn giáng mới về mặt tinh thần và tâm lý đối với quân đội Ukraine, vốn đang có tinh thần chiến đấu rất hỗn loạn. Thị trấn này từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là pháo đài bất khả xâm phạm. Ông nói thêm rằng điều quan trọng lúc này là biến cuộc tấn công của Nga thành một phản ứng dây chuyền, gây áp lực và hành động liên tục. Theo ông Skibitsky, nếu sụp đổ một số yếu tố phòng thủ của Ukraine như hỗ trợ hậu cần thì sẽ góp phần làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev ở tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Nga, Plekhanov cũng có quan điểm tương tự. Ông Glazunov cho rằng Chatipja là con đường quan trọng và trực tiếp đầu tiên dẫn đến thành phố Konstantinovka, sau đó là tới các thành phố Kramatorsk và Slavyansk.
Trên thực tế, kịch bản Chasipja thất thủ giống như trận chiến Kursk trong Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến vẫn tiếp tục nhưng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục rút lui và Donbass sẽ bị mất. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chasipja là một bước ngoặt của cuộc xung đột ở Ukraine, ông Glazunov chỉ ra. Bình luận của ông Glazunov được đưa ra sau khi hãng thông tấn AP dẫn lời một binh sĩ Ukraine giấu tên, nói rằng vào giữa tháng 3, ít nhất 100 binh sĩ thuộc lữ đoàn 67 của Ukraine đã thiệt mạng trong bối cảnh Nga tiến vào Chasipja. Binh sĩ giấu tên này cho biết thêm, chúng tôi đã mất các chỉ huy trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng và trung sĩ, tức là chúng tôi đã mất toàn bộ xương sống của lữ đoàn vào thời điểm đó. Ông Joe Biden lần đầu tiên công khai xin lỗi Tổng thống Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay ngày 7 tháng 6 đã xin lỗi người đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky vì Quốc hội nước này chậm trễ thông qua gói viện trợ quân sự mới dành cho Kiev. Hãng CNN và báo Time đưa tin, ông Biden đã đưa ra lời xin lỗi khi công bố gói viện trợ mới trị giá 225 triệu USD dành cho Ukraine trong cuộc gặp song phương với ông Zelensky tại Normandy, nơi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung để kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ Normandy. Tổng thống Mỹ nói với người đồng nhiệm Ukraine, các bạn chưa cúi đầu, chưa nhượng bộ và vẫn tiếp tục chiến đấu theo cách đáng chú ý và chúng tôi sẽ không xa rời các bạn. Tôi xin lỗi vì đã nhiều tuần không biết điều gì sẽ xảy ra về viện trợ bởi vì chúng tôi gặp khó khăn trong việc thông qua dự luật bao gồm số tiền đó, nhưng chúng tôi đã làm được việc đó. Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Biden đã ký thông qua một khoản bổ sung an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ USD bao gồm cả 61 tỷ USD cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga. Dù dự luật được thông qua sau nhiều tháng đàm phán, nhưng 18 thượng nghị sĩ và 112 thành viên Hạ viện Mỹ vẫn bỏ phiếu chống. Trong thời gian Mỹ ngừng viện trợ, quân Nga đã giành được thắng lợi ở nhiều vùng của Ukraine và đầu tháng 5 đã phát động một cuộc tấn công mới ở phía Bắc và phía Đông của Ukraine, khiến quân đội Ukraine rơi vào tình trạng căng thẳng hơn nữa. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, gần biên giới giữa hai nước. Ông Biden nói Mỹ không cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, không đồng ý để Ukraine tấn công vào Moscow, vào Điện Kremlin. Cuộc gặp của ông Biden và ông Zelensky ở Pháp diễn ra một tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ. Tổng thống Biden sẽ không tham dự vì ông sẽ đi từ Italy, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 đến một buổi gây quỹ ở California. Thay vào đó, Phó Tổng thống Harris sẽ đại diện cho Mỹ tại hội nghị ở Thụy Sĩ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật quốc tế trong ngày của chúng tôi. Phương Ly rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nổi bật nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.